Mến chào quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Yến Nhi Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em có lưỡi rìu cô Linh của Mỹ, mỏ lết răng bằng đồng, bia lon, một số búa của Mỹ, bào gỗ, dao bếp Nhật và một số đồ nghề bãi. Có camera nội soi trong công nghiệp, tô của Pháp, gạt tàn, ống dòm, gậy leo núi, bình giữ nhiệt, ly giữ nhiệt. Thì mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì mọi người gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo và cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và mọi người nhớ bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn ạ. Và nay em lên mã K. Mã K1 của em là em có 10 cái tô của Pháp ạ. Và ở dưới đáy tô đây ạ, nó có chữ đây. Có chữ Fran và có hình cái logo đây ạ. Và cái tô này thì em đo cái đường kính qua là được 13 ạ. Và cái chiều cao của nó thì được khoảng gần 5 cm ạ. Cái tô này thì nó vừa ạ. Nó vừa vặn thôi, nó không có to lắm. Nó thì nó to hơn cái chén ạ, nhưng mà cái tô thường thì nó đường kính qua thì nó tầm là 13 cm. K1 em bán là 600k 10 tô ạ. 10 cái. Và em qua K2 ạ. K2 ở đây thì em có là cái máy nội soi trong công nghiệp. Và cái này thì cái dây sạc á, một đầu thì mình gắn vào cái cục sạc điện thoại. Cái này là mình sạc là sạc được trực tiếp điện 220 luôn ạ. Nó có giấy hướng dẫn trong đây ạ. Đây, nó có giấy hướng dẫn trong đây. Cái dây này của nó thì dài là chắc khoảng được 5 mét ạ. Và ở đây thì nó có là được hai camera luôn. Một cái đầu trên đây và một cái bên hông này ạ. Đây, một bên hông này nữa. Và cái này là còn mới luôn đây, nó còn cái lớp màng kính luôn đây ạ. Hiệu của nó là Hyacinto. Đây ạ, nó có hai cái camera đây. Một cái là đây em chỉ lên đây và một cái là bên ngang bên hông. Và cái này nó có đầy đủ luôn, cái này thì mình chỉnh đây. Mình chỉnh thành một camera. Đó, mình chỉnh một camera trên hoặc camera ngang và cái này mình chỉnh hai camera luôn. Rồi cái này chụp hình, rồi cái này có đèn nè, tắt đèn, mở đèn ở đây nữa. Đó, tắt đèn, mở đèn. Và cái này thì có thẻ nhớ ở đây nữa. Thẻ nhớ ở đây là 32GB ạ. Đây, ở đây nó có để đây. Thẻ nhớ 32GB. Và nó có nhiều cái chức năng ở đây ạ. Thì về các anh các chú mình tìm hiểu thêm ạ. Cái này đè lâu thì mình tắt đi. Thì các anh các chú thấy cái máy này phù hợp với nhu cầu công việc của mình thì ủng hộ em ạ. Và cái camera nội soi trong công nghiệp này thì em bán là 1.800.000 ạ. Cái này thì nó tiện một cái là các anh các chú mình soi được ở trong những cái ngóc ngách ạ. Mình làm rớt đồ ở trong kẹt hoặc là mình xem ở trong xe ô tô hoặc là những cái vật dụng nào, những cái đồ linh kiện điện tử mà nhỏ à, kiểu như vậy. K2 này em bán là 1.800.000. Và em qua K3 ạ. À. K3 là cái con dao. Phía bên ngoài của nó đây ạ, à, Buscavet ạ. À.
Và cái tay cầm của nó đây là bằng gỗ ạ. À. Và lưỡi dao đây. Có chữ đây USA. Thép là thép không gỉ. Thì cái phần lưỡi này em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 12,6 và nó ngang qua đây là được 2,7. Và độ dày của con dao này đây là được 3,6 ly ạ. À. Và chiều dài tổng thể của dao này thì được là 24,8. Dao này thì em bán là 320k. K3 320k ạ. À. Em qua K4 là một cái con dao gấp của USA luôn ạ. À. Đây. Của hãng Kai USA đây ạ. À. Này thì nó còn trong hộp luôn. Đây, nó màu xám ạ. À. Chiều dài gấp gọn của dao này đây là được 11,8. Đây ạ, trên lưỡi dao nó có chữ đây. Kai USA. Và em đo cái phần lưỡi của nó ở đây là được 9 ạ. À. Và nó ngang qua đây là được 2,6. Và độ dày của dao này đây là được 3,7. Dao gấp này em bán là 420k của Mỹ ạ. K4 420k. Em qua K5 là một con dao có cái bao phía bên ngoài ạ, bao da phía bên ngoài. Và cái phần mà nó ốp này là nhựa Kabushi ạ. Đây. Ốp rất là đẹp luôn. Em đo cái chiều dài dao gấp gọn ở đây là được 9,5. Và cái phần lưỡi đây, phần lưỡi dao là vân Damascus ạ, thép không gỉ. Cái phần lưỡi dao ở đây thì được là 7 ạ. Và ngang qua đây thì được là 1,6. Dao này thì nó có cái độ dày ở đây là được 1,9 ly. K5 này em bán 340k. Và em qua K6 ạ. K6 là cái đồ để các anh các chú mình khui rượu ăn. Nó cái bao phía bên ngoài luôn nè ạ. Cái phần đây là bằng gỗ ạ. Có một cái con dao ở đây. Con dao này thì nó cũng có cái răng cưa đây. Đó. Và trên đây có họa tiết hoa văn rất là đẹp luôn. Đây. Phần này là bằng gỗ ạ. Rất là đẹp, cái đồ khui rượu. Thì cái đồ khui rượu này em bán 180k. K6 ạ. 180k. K7 là cái ống dòm ạ. Cái ống dòm này là nó có cái bao luôn. Nasica, cái hiệu của nó đây ạ. Nó có dây. Và nó có cái kính ở đây. Cái kính này thì chống chói ạ. Nó để cái thông số ở trên đây ạ. Hình thức của nó đây. Hình thức của nó như thì nó hơi bị trầy xước nhẹ thôi ạ. Đây, em quay để cho các anh các chú mình xem. Và xem thì rất là rõ luôn ạ. Nhìn rất là rõ. Mặt kính là không có bị trầy xước gì hết. Đây, khi mà gấp gọn lại đây, nó nhỏ như vậy đây. Nó mình bẻ xuống đây. Khi mà các anh các chú mình xem thì mình chỉnh ở đây. Và ở bên đây cũng có nè. Chỉnh ở đây nữa. Đó. Đây, chỉnh nó đây, chỉnh zoom ở bên đây nó đây ạ. À. Thì em đo ngang nó qua đây thì được 8,5 ạ. À.
Và chiều dài thì được là 12. Cái ống dòm này em bán là 600k. K7. K7 600k. Cái này rất là gọn luôn đây, có cái túi bỏ vào như vậy. Rất là gọn. Và em qua K8 ạ, là một cái ống dòm. Cái ống dòm này nó có cái chữ ở đây, cái Vicen. Và nó để ở đây là đây, nhìn xa được 1000m đây ạ. Tem mát của Nhật đây, nó dán ở ngoài sau đây. Mặt kính là không có bị trầy gì hết ạ. Và nhìn rất là rõ luôn. Đây, phía mặt trước của nó đây. Cái ống dòm này còn rất là mới luôn ạ. Đây, còn rất là mới. Màu đen. Đây, khi mà các anh chỉnh thì mình chỉnh ở đây. Cộng trừ ở đây và mình chỉnh thêm... đây nó có đây là nó mình chỉnh cho gần, độ xa, độ gần, độ mờ gì tùy tùy theo mình nhìn ạ. Cái ống dòm này thì em đo cái chiều dài của nó đây là được 18 ạ. Và như nó ngang qua đây thì được là 17 ạ. Cái ống dòm này to, rất là đẹp luôn. Tem mát là còn dán trên này hết rồi ạ. K8 này em bán là 960k. Nó có cái dây luôn. Em qua K9 ạ, là cái chân để điện thoại. Đây, kiểu của nó như vậy. Cái này đây mình lắc qua lắc lại được luôn. Và khi mình muốn chỉnh cứng đi thì mình sẽ dặn ở trên đây ạ. Vậy thì nó để yên luôn, mình xem. Cái này thì có chỉnh ra dài được nữa à. Như bây giờ em đo cái phần này đây. Chiều cao của nó ở đây thì được là 18 năm. Đây, cái này mình có thể chỉnh cái nấc này nữa đây ạ. Đó. Đó. Chỉnh ra dài thêm được một khoảng này nữa. Dài cái này ra thêm ở đây là được 5 cm đó ạ. Đó, cái này mình để trên bàn mình xem điện thoại cũng được ạ. Nó kiểu như vậy. Gấp gọn mình cất vào. Cái chân để điện thoại này em bán là 180k, K9 ạ. Và em qua K10. K10 là cái cặp gãy leo núi ạ. Đây, cái cặp gậy này đây, nó còn ở trong cái túi luôn, hàng là còn mới luôn ạ. Cái phần tay cầm thì họ bọc cái phần mod để mình cầm rất là êm tay luôn. Cái dây này thì mình có chỉnh, mình chỉnh lớn nhỏ theo cái vòng tay của mình ạ. Đây, cái này thì cái nút khóa ở đây. Như em mà mở rộng tối đa là nó dài là được 1m3 ạ. Và khi thu gọn như vậy, là 40 cm. Đây, chỉnh theo cái chiều cao của mình ạ. À. Tới đây, nó có tới đây không, mình khóa lại. Đó, nút khóa lại đây. Và ở đây thì nó có ba cái chân để mình chỉnh ạ. À. Mình gắn vào cho phù hợp với cái địa hình. Khi mà em muốn gấp gọn rồi em mở ra hết ạ. À. Em mở ra đây là được 1 phút. Và có cái nút chỗ này đây, em bấm ở đây. Đó, em bấm em đẩy lại. Em gấp gọn lại ạ. À. Em gấp gọn lại như vậy, bỏ vô cái túi ạ. À. Một bộ của nó như vậy đây. Thì em bán combo 2 cây gậy là 1 triệu ạ. K10 là 1 triệu. Đây, một combo của nó là
2 gậy. K10 1 triệu. Và em qua K11 ạ. K11 là cái đèn đeo đầu ạ. Để các anh các chú mình đi câu hoặc là mình sửa chữa. Này có cái dây thun ở trên đây, cái dây thun, cái hộp của nó đây ạ. Cái này thì mình dùng pin. Cái này em lắp 3 cục pin vào rồi đây ạ. Và cái này ấn ở đây. Có chế độ là sáng nhất, sáng mờ, sáng vừa. Đó, rất là sáng luôn. Nó chớp nè. Thì này cái này nó có một bóng ạ, một bóng. Và cái độ sáng của nó có để ở đây là 280 lumen à. Và cái đèn này em bán 350k. K11 là 350k. Và em qua K12. K12 thì cái đèn này là đèn sạc á. Cái này cũng dùng cho các anh mình đi câu hoặc là mình sửa chữa điện. Đó, mình dùng đi vườn, thăm vườn kiểu như vậy. Đó, đèn đội đầu luôn. Cái này thì dây nó đã gắn sẵn cho mình rồi. Cái này thì sạc ở đây ạ. Đây cái chuôi đây. Đó. Cái chuôi dạng như vậy. Cái này thì đa số là nhà nào cũng có mấy cái chuôi này rồi ạ. Nó một đầu thì các anh mình gắn sạc trực tiếp được điện 220 ạ. Cái này thì đây, này nó có, cái này thì nó nhiều chức năng. Này nó có sáng hai đèn đây và sáng mờ, rồi đèn đỏ chớp tắt, rồi đèn sáng nhất đó đây em thấy sáng hơn. Đó, nó chỉnh ở đây có hai nút ạ, nó có hai nút. Đó, sáng rất là nhiều chế độ luôn đó, sáng hết luôn đó, mình chỉnh theo ý mình. Nó rất là sáng luôn. Nó chớp tắt nữa này đó. Cứ mình nhấn thôi rồi bắt đầu nó tắt. Cái đèn này thì các anh các chú mình sạc pin à, dùng pin sạc. K12 này em bán là 320k. Em qua K13 là cái muỗng ăn cơm mà, muỗng này của Đức. Ở đây thì em có 5 muỗng. À, đây nó có cái logo hai hình người đây ạ. Logo hai hình người của Willing Zia Henkel. Inox là 304 ạ. Inox 304. Muỗng này thì mình dễ vệ sinh đó ạ. Chiều dài của cái muỗng này là được 16,5. Đây 16,5 ạ. Và phần này ngang qua đây thì được là 4,2 ạ. Em bán 40k một muỗng ạ. K13 40k một cái ạ. 40k một cái này. Em qua K14 ạ, là muỗng múc canh cũng của Đức luôn ạ. Đây nó có cái logo hai hình người của cũng inox 304. Thì chiều dài của cái muỗng canh to này thì nó được là 24 ạ và cái đường kính của nó qua đây là được gần 7 cm. Nó muỗng múc canh. Một cái này là em bán 100k ạ. K14 100k một cái. Và em qua K15 là cái ly giữ nhiệt ạ. Ly này thì các anh các chú mình uống bia, uống nước ngọt thì nó đá nó tan rất là lâu luôn và nó không có ra bên ngoài ướt bàn của mình. Cái ly này dung tích của nó tầm 450ml ạ. Chiều cao của cái ly này là được 15 và cái đường kính miệng nó qua đây thì được là 7,4 ạ.
cái này nó làm vân vân lên, cầm rất là đẹp luôn, kiểu dạng lấp lánh rất là đẹp. Đây, hàng là chưa sử dụng mà của Nhật, em bán 75k một ly ạ. Ly giữ nhiệt là 75k một ly. Và em qua bình giữ nhiệt, cái bình này thì cái dung tích của nó là được 1 lít mốt ạ. Và nó cái túi vải bên ngoài là giữ thêm được nhiệt rất là lâu luôn, và mình đi đâu thì mình xách theo cũng rất là tiện luôn, mình đi làm hay đi chơi thì rất là tiện. Đây, nó có để cái dung tích đây là 1100 ml, giữ nóng và giữ lạnh. Nó có để cái thời gian ở đây, nhưng mà như em giữ lạnh em để đá thì giữ rất là lâu luôn, giữ được 2 ngày luôn ạ. Và inox của nó là inox 316. Này, phía trong nó cũng có inox 316 đây, nó có thêm một cái miếng lọc để mình để đá, mình đổ ra nó không có vớt đá ra ngoài. Nó cao là được 30 cm ạ. Và cái đáy bình em đo qua cái đường kính của nó qua đây thì hơn 8 cm ạ. Cái bình này em bán là 340k, K16 ạ. K16 là 340k một bình. Em qua K17. Đây, K17 là cái dây, đây ạ, cái dây này đây. Nó dài như đây, em không biết như đây là dài được bao nhiêu, em không chưa có đo ạ. Một cuộn như vậy, như em đo nó qua đây là được, chiều ngang nó qua là được 3,5 ạ. Thì một cái cuộn dây này em bán là 80k ạ. K17 80k. Em qua K18 là cái bộ vệ sinh ạ. Đây, cái bộ này mình gắn vô cái máy bắn vít nhà mình đây, nó cái đầu của nó đây ạ. Đây, nó có mấy cái vệ sinh, để chung thì nó bị hơi mớp qua vậy ạ, mấy cái lông của nó đây. Cái này là bằng nhựa, nó có mấy cái đầu này, đầy đủ đầu luôn. Nó có thêm cái đầu nối dài thêm nữa đây. Thì cái bộ vệ sinh xe này, bộ vệ sinh này thì em bán là 180k, K18 ạ. Và em qua K19. K19 là cái nâng này đây. Cái này thì nó nặng ở đây là được 1,3 kg ạ. Nó nặng 1,3 kg và em nâng nó cao là được 27 cm và thấp như vậy là được 8 cm ạ. Và chiều ngang nó qua thì là 15 cm. Em có đo sẵn rồi ạ. Cái này là còn mới luôn, rất là trơn tru ạ. Đây, còn mới luôn, chưa sử dụng đây ạ. Nó còn cái lớp này luôn, có 4 nút cao su ở dưới. Em bán cái này K19 là 350k. Rất là trơn tru, dặn rất là nhẹ nhàng luôn ạ. À, cái này thì em làm sẵn rồi, em đo được sẵn hết rồi. K19 350k. Em qua K20 ạ. K20 là cái đồ nặng mụn, Made in Korea. Cây nặng mụn này thì em bán là 50k một cây. Cái này là còn mới luôn, nó còn ở trong cái bao luôn đây ạ. Đó, nó còn mới luôn. K20 là 50k một cây ạ. Một cây này là 50k. Và em qua K21 thì ở đây là em có
năm cái móc để mình treo khăn quần áo đây ạ. À. Cái này thì là bằng nhôm và họ mạ lên, rất là đẹp. Cái này nó tiện ở đây một cái là khi mà các anh mình bắt vào tường, khi mình sử dụng mình kéo ra, và không sử dụng thì mình có thể xếp gọn vào. Đó, kiểu như vậy. Ở đây thì một túi là nó cho mình hai ốc và hai tắc kê hết, là mình về mình chỉ khoan mình sử dụng thôi. Cái móc của nó kiểu như vậy. Thì ở đây là em có bốn cái móc, và em bán là 120k bốn cái ạ. À, một set của nó là như vậy đó, một combo là bốn cái là 120k. Thì cái này để em đo cái chiều dài của nó là được 7,5, và nó ngang qua đây là được 2,5 ạ. Nó xếp ra xếp vào này đây. 120k bốn cái ạ. À. K21 120k bốn cái móc. Và em qua K22 ở đây thì em có là móc cũng có sẵn tắc kê, cũng có sẵn ốc luôn, hình con bướm ạ. À. Đây hình họa tiết là con bướm. Nó cũng treo quần áo, treo khăn, cũng rất là xinh. Thì ở đây là em có được 5 cái móc như vậy giống nhau. Em bán là 150k 5 cái. K22 150k 5 cái móc ạ. À. Và em qua K23 là cái cảo sên của xe đạp ạ. À. Đây. Đó. Cái này là cũng còn mới luôn, các anh yên tâm mình sử dụng ạ. À. Cái này em bán 80k, K23 80k. Em qua K24 là cái đồ căng dây cáp. Ở đây thì em có 5 cái ạ. À. 5 cái. Nó là inox 304, nó có đẩy đây. Cái này thì em đo chiều dài của nó ở đây là được 11,5 ạ. À. Cái này thì loại nhỏ để em đo cái chiều ngang qua luôn để các anh mình dễ biết hơn. Ngang qua đây thì nó được tầm 1,2 ạ. Thì ở đây là em có được 5 cái căng dây cáp, em bán là 150k. K24 150k. Em qua K25 là ở đây em có móc ạ. Móc chữ S. Thì ở đây là em có được 5 cái size to, 5 cái size vừa và 6 cái size nhỏ ạ. Là 16 cái. Cái to nó như vậy. Cái vừa. Và cái bé này ạ. Có 3 size luôn. Này có 3 size. Và em bán cái này 100k. K25 là 100k. Và em qua K26. K26 thì ở đây là em có cái móc nhỏ, cái móc này 10 cái ạ, 10 cái móc như vậy. Đây. 10 cái móc như vậy ạ. Đây. 10 cái em bán 50k. K26 là 50k. Em qua K27. K27 thì ở đây là em có cái móc đây, cái móc tròn như vậy, và xuống đây thì có cái kiểu như vậy đó. Mình cũng có thể treo được đồ, móc đồ của mình ạ. À. Thì cái móc này ở đây là cũng có 10 cái, em bán 60k. Có 10 cái 60k K27. Và em qua là K28 là cái bật lửa. Cái bật lửa này ở đây, đây. Cái bật lửa hàng này là của Mỹ ạ.
Cái này là cái hình, cái đồng tiền mà họ làm lên đây luôn ạ. Cái này là bằng đồng. Và cái bật lửa này là sản xuất năm là năm khoảng những năm 1950 ạ, đồ cổ luôn ạ. Nó có chữ ở đây là Hakubotan. Đó, có cái chữ trên đây. Nó em để thì nó hơi bị chói đèn ạ. Đây đây. Đây chỉ có chữ Hakubotan này ạ, đó, để vậy thì các anh các chú mình dễ xem hơn. Mấy cái loại này thì dùng là còn hoạt động tốt à. Này, như cái hàng này đây là chưa sử dụng luôn ạ. Cái tem của nó là còn mới luôn đây, mà hàng này là hàng cổ rồi ạ. Nó cổ, hàng sưu tầm. Bằng đồng. Cái này thì em nó nhỏ thôi à, em như em đo thì em đo khoảng cái để các anh các chú mình biết được thì cái chiều cao của nó ở đây là được 4,3 ạ, và nó ngang qua đây thì được là gần 3 ạ. Kiểu nó như vậy đó. Đồ cổ hàng sưu tầm mà sử dụng được nha các anh các chú. Mình cho xăng vào đây là mình sử dụng thôi ạ. Và cái bật lửa của Mỹ K28 này em bán là 980k. Cái đồng tiền mà họ làm được ở trên cái bật lửa vậy luôn là rất là hiếm luôn ạ. K28 980k. Em qua K29 là cái bật lửa của Nhật ạ. Đây nó có chữ ở đây. Japan này ạ, nó có chữ Japan ở đây. Đây có chữ Japan ở đây. Và cái bật lửa này thì nó còn luôn cái hộp đây, cái hộp của nó Made in Japan. Đây ạ, và cái tim này, cái bật lửa là còn mới luôn, cái tim của nó là còn trắng luôn đây ạ, chưa sử dụng. Như cái bật lửa này thì kiểu dáng của nó đây, em đo ngang qua đây thì được là 5,3, và nó cao ở đây là được cao là được 4,4 ạ. Cái bật lửa này em bán 600k, K29 600k. Và em qua K30, K30 là cái bật lửa, cái hình chiếc máy bay ạ. Của Japan luôn ạ. Đây nó có chữ Japan đây. Nó có chữ Japan dưới đây. Cái bật lửa này thì có sử dụng rồi đây ạ. Đó, em cho xăng vào. Hàng sưu tầm, hàng trưng bày. Cái bật lửa này thì nó dài qua đây là được 7,6 ạ. Và cái phần màu vàng này đây. Đó, họ viền vàng đây rất là đẹp luôn. Bằng đồng luôn ạ, đó. Thì cái bật lửa này em bán 600k. K30 600k. Em qua K31 ạ, làm bật lửa siêu mini. Đây kiểu của nó đây. Đây cái này thì người trước họ có sử dụng rồi đây. Cái bật lửa này đặc biệt của nó là nó siêu nhỏ luôn, hàng rất là hiếm, người ta làm vậy thì rất là nhỏ mà làm được vậy thì rất là hay luôn à. Và dưới đây nó có chữ Japan đây, nó chữ rất là nhiều luôn. Đây ở dưới đáy của nó đây, nó có chữ đây. Frankie, và cái này thì nó có chữ Japan ở đây ạ. À, đó. Và cái hình này thì hình tượng Phật ạ, à, và phía ngoài sau đây là một cái ngôi đình
rồi chùa đó. Đây, em để trong bàn tay em đây đó. Và cái bật lửa này em bán là 580k, các anh mình mua sưu tầm và mình dùng luôn ạ. À, rất là hiếm, K31 580k. K32 cũng là một cái bật lửa bằng đồng ạ. Cái bật lửa này là còn mới luôn đây, cái tim của nó là còn mới luôn, còn trắng luôn đây ạ. Ở dưới đáy này nó có chữ sắp bàn ở đây, nó có chữ sắp bàn ở đây ạ. Cái này thì nó hơi bị chói, em để đây, nó có chữ sắp bàn ngay cái tay em chỉ đây ạ. Cái bật lửa này thì cũng nhỏ ạ, à, chiều cao của nó thì được khoảng là 33, và nó ngang qua đây thì nó được là 3 ạ. Và cái bật lửa này em bán là 500k, K32 500k. Và em qua K33 là cái tay gấu ạ. Tay bảo vệ, cái tay mà để các anh tập luyện hoặc là mình bảo vệ mình, tự vệ mình đó, kiểu như vậy. Cái này thì em bán là 100k, K33 100k. Và em qua K34 là cái gạt tàn. Cái gạt tàn này nó là inox 304. Đây, các anh khi mà hút thuốc thì các anh cho mình cái tàn thuốc vào đây, nó sẽ lọt xuống đây đó. Thuốc thì khi mình đang hút thì mình gác nó ở trên đây ạ. À, rất là tiện luôn, vệ sinh cũng rất là dễ ạ. À, thì chiều cao của nó ở đây là được 9,2 ạ. À, và cái đường kính của nó qua là được 6,7 ạ. À, em bán là 120k, K34 ạ. À, và em qua K35 là cặp kính xe máy. Đây, cái này thì các anh các chú mình chỉnh tới chỉnh lui. Đây, cái kính này đó, màu xanh nè. Màu xanh thì mình không có bị chói ạ. Mình nhìn xe phía sau thì không có bị chói. Đây, cái này cũng giống vậy luôn. Họ dán phía sau màu đen, đề can rất là đẹp. Cái này có luôn thêm một cái bịch này, ốc này để các anh các chú mình gắn vào. Thì mã K35 này em bán là 250k một cặp kính. Em qua K36 là cái đầu cót nối dây điện ạ. Đây, cái đầu của nó như vậy ạ. Thì một cái túi này em bán là 80k. Đây, cái đầu của nó này ạ. K36 80k. Em qua K37 là cái bút thử điện ạ. Thép của nó là CRV. Cây này thì em bán 60k. K37 60k. Em qua K38 ạ. Là lấy ốc gãy. Đây, cái bộ của nó đây. Ở đây là được 6 cây ạ. Sáu cây này thì em bán là 150k, K34 ạ, 150k, nó có 6 size ạ. Em qua K39 là cái ổ khóa.
Đây, cái ổ khóa này thì hiện giờ mật khẩu là 3 số 0 ạ. À. 3 số 0. Thì khi mà mình muốn reset thì mình sẽ ấn nút này và mình chỉnh thay đổi mật khẩu theo ý mình ạ. Cái này thì các anh các chú mình khóa vali ạ, mình khóa vali, mình khóa túi xách ạ. Cái phần trên đây là dây cáp và nó có cái bọc bọc nhựa đây ạ, nó kiểu của nó đây. Rất là nhỏ gọn và rất là đẹp luôn. K39 này em bán là 60k. Em qua K40 là hai cái móc ạ. Cái móc này là bằng thép không gỉ ạ. Đây nó rất là to luôn. Móc này thì em đo cái chiều dài của nó là được 13. Và nó ngang qua đây thì nó được là 6 ạ. À. Này nó rất là to luôn đó. Cái cặp móc này em bán 180k. K40 ạ. À. Em qua K41. Ở đây thì em có ba cái móc như vậy. Cũng là thép không gỉ. Cái này thì chiều dài của nó ở đây là 8,5. Và em đo ngang qua đây thì nó được ngang qua thì nó được 3,5, hơn 3,5. Thì combo ba cái móc này em bán 150k. K41 150k. K42 là em qua rồng rọc và em có một cái rồng rọc đơn thép không gỉ 32, size 32 và một cái rồng rọc đôi cũng size 32 luôn ạ. À. Cũng thép không gỉ thì em bán hai cái này là 180k ạ. K42 180k. Em qua K43 là hai cái móc. Hai cái móc này đây. Chiều cao của nó đây thì nó được 8 sen ạ. Và nó ngang qua đây thì nó được 2 phẩy. Nó ngang qua đây thì nó được gần 3 sen ạ. Này nó có để trên đây là số 2 đây. Em bán 80k cặp này. K43 80k. Em qua K44. K44 thì cái cặp nhỏ hơn, cái này nó để đây là số 0 ạ. Cái kia thì số 2 còn cái này thì nó để số 0. Đó, cái cặp nhỏ này. Em bán 60k, K44 60k. Thép là thép không gỉ ạ. Em qua K45 làm mũi khoan ạ. Đây em có được 2, 4, 6, 8, 10, 12 ạ. 13, 13 cây. Đủ size luôn ạ, à, đủ size. Đây cái đầu của nó đây. K45 này em bán là 180k. Em qua K46 là cái móc ạ. À. Ở đây thì có cái móc nhỏ này nữa ạ. À. Và có cái móc to này. Cái này là còn mới, nó còn trong túi luôn đây. Đó, nó bằng nhôm mà. Và cái này thì khóa lại. Đó, mình khóa lại được luôn. Đó, khi mình mở ra đây. Đó. Cũng rất là tiện ạ. À. Cái móc này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được gần 8 ạ. À. Và nó ngang qua đây thì nó được 3,5.
Ở đây thì có được là 5 cái móc ạ. À. 5 cái móc. Năm cái khoen này nữa ạ, à, là 150k, K46. Và em qua K47 ạ. K47 thì cái ở đây là có mấy cái đầu mài ạ. Đầu mà gắn vào máy mài khuôn. Cái đầu này thì ở đây là 2,3 ly ạ. Và một cái hộp như vậy em bán là 60k, K47. Em qua K48 ạ, là lưỡi cắt. Ở đây thì em có mấy cái đầu lưỡi cắt như vậy đây. Nó cũng còn mới trong hộp luôn. Lưỡi cắt này thì nó là đầu 3 ly ạ, đầu 3 ly. Em bán là 150k ạ. K48. Em qua K49 là đầu hộp kim ạ, đầu hộp kim, đầu mài hộp kim cũng gắn vào máy mài khuôn luôn. Đây ở đây thì nó có em đây ạ, mấy cái đầu của nó đây. Đầu này là 2,3 ly. Có 5 đầu. Đầu 2,3 ly em bán 50k, 5 cái này ạ, K49. Em qua K50 là đầu đánh bóng ạ, hình nón. Đầu 3 ly ạ. Đây. 12 cái ạ, đây nó có 12 cái. Em bán 60k, 60k. K50 ạ. Và em qua K51 là đầu đánh dĩ. Đây. Cái này thì trong đây là nó có 19 cây ạ. Có đủ hết ạ. À. Có đầu bé, đầu to dày rồi đầu dĩa nè, nó cái đầu nó tròn như vậy. K51 này em bán là 120k. Đánh dĩ ạ. Đầu này là cũng đầu 3 ly ạ. À. Và em qua K52. K52 là ở đây có được ba cây kéo cắt chỉ ạ. Ba cây kéo cắt chỉ là nó đều có chữ hết đây. Nó đều có chữ ở trên đây hết ạ. Kéo này thì về các anh các chú mình mài mình lướt qua là mình dùng ạ. Kéo này thì chiều dài của nó ở đây thì được là 10,5 ạ. Chiều dài là 10,5. Thì combo 3 cây kéo này em bán là 120k. K52 combo 3 cây kéo 120k. Và em qua K53 là ở đây em có cái combo đây. Đây combo cái này đây. Cái này là của Checkmark ạ. À. Đây, của Checkmark hết. Cái này thì có sử dụng qua rồi ạ, nên cái đầu đây nó hơi tà đây một xíu thôi nhưng mà không có ảnh hưởng gì ạ. Cái lưỡi của nó đây. Cái lưỡi cây màu cây nhỏ này thì nó là được 1,6 cm. Còn cây to này thì nó được là nó để ở đây là được 20 cm ạ. À. Và cái có thêm cái này nữa ạ. Cái này thì qua đây là được 5,9 5,8. Thì em bán cái combo này luôn. Là 180k. Chặt sắt ạ. K53 180k. Và em qua K54.
là cái băng trượt ạ. À. Cái này thì các này là bằng nhôm. Cái này thì các anh các chú mình về mình chế thêm mà mình chế vào cái việc gì để mình sử dụng mà. Cái này ở đây đầu hai đầu là nó có hai con ốc đây, hai đầu có hai con ốc. Thì khi mà mình muốn nó chạy cái cự ly dài hay ngắn thì do mình sẽ đẩy cái này tới đây. Đẩy nó tới đây thì nó sẽ ngắn lại, kiểu như vậy à. Đây nó hai đầu nó có hai con ốc đây. Đây ạ. À, thì như cái chiều dài của cái này đây là được chiều dài của cái này đây là được 40 cm ạ. À. Và ở trên đây là nó có bốn cái lỗ này để các anh các chú mình bắt ốc được nữa ạ. À. Để mình để cái vật gì lên đó. À, em đo cái cục này qua đây là được 7,5 và ngang qua đây là được gần 4 ạ, à, nó tầm khoảng 3,8 ạ. À. Thì cái băng trượt này em bán 200k, K54. Em qua K55. K55 là cái này, cái phần ngoài sau đây là 500, đây nó hút rất là mạnh luôn. Cái này là cái thép đây ạ, à, thép không dỉ. Mà cái này thì nó hơi cũ hơn mấy cái hõm rài ạ. À. À, cái này thì các anh mình để chậu cây lên hoặc là mình để cái gì mà mình sử dụng ạ. À. Thì mình thấy phù hợp thì mình mua mình ủng hộ em ạ. À. Cái lực 500 của nó thì rất là mạnh luôn. Đó. Thì cái này nay em bán 150k ạ. À. Đây nó có bị trầy xước đây ạ. À. Nó có hơi bị trầy xước. Cái này thì cái chiều dài của nó qua đây là được 26 ạ. Và cái chiều cao của nó đây, chiều cao của nó đây là được 10,5 ạ. Chiều cao này nè là được 10,5. K55 150k. Em qua K56 là cái đầu kẹp đây ạ. Cái này thì nó rất là dày dặn luôn. Cái phần tay cầm là nó bọc cao su đây ạ. À, nó bọc cao su. Đó, nó có cái khóa lại. Chiều dài của nó ở đây là được... chiều dài của cái cây này đây là được 21. Cái phần lưỡi này nó dài qua đây là được 7,8 ạ. À. Cái này em bán 200k. K56 200k. Em qua K57. K57 ở đây em có cái cọng dây cáp. Dây cáp này thì nó dài tầm khoảng là 1 mét ạ. À. Và cái dây cáp này nó đặc biệt ở đây là nó có cái phần này ạ. À. Cái phần này đây khi mà các anh mình treo đồ thì mình khi mình muốn kéo lên cái khoảng cách nào đó thì mình ấn cái này. Mình đẩy lên và mình buông ra là nó không kéo xuống được ạ. À. Nó đặc biệt ở là chỗ đó. Đó, nó cứng, rất là cứng luôn. Khi mình muốn chỉnh xuống thì mình phải ấn cái nút để mình kéo xuống, chỉnh lên. Nó có cái nút như vậy. Rất là lạ luôn. Cái dây này thì cái nó 1,5 ly ạ. Nó đặc biệt là nó có cái mấy cái móc như vậy. Thì cái này nay em có được 5 cộng như vậy. Em bán là 180k. Đó, cái này dễ các anh mình treo đồ cũng rất là tiện. Hoặc là sử dụng vào cái việc gì đó. K57 này là 180k, 5 cộng dây cáp ạ. À. Mình chỉnh lên xuống. Cái móc của nó đây. Và em qua K58 là cái khò ga ạ. À. Đây cái khò ga này cũng có tự động đây đó, nó mồi cho mình đây, đó mình ấn này. Tokyo, Japan. Chỉnh này, cái này mình chỉnh on off ở đây. Đó. K58 này em bán là 160k. Em qua K59. K59 là ở đây em có mấy cái đầu để các anh các chú mình đi câu đây. Đó, câu tôm, câu mực, câu cá đây à. Ở đây thì em có là được 6, 7 đầu, 7 cái lưỡi câu này đây, hình con cá. Đó. Có thêm cái này nữa. Thì cái này em bán luôn 7 cái này là 200k ạ. K59,
K59 là 200k. Em qua K60, ở đây em có combo 2 hộp câu luôn. Em bán 2 hộp câu này là 140k. Đây lưỡi của nó, đây lưỡi này thì nó to ạ, à. Này. Nó có là được 5 size. Từ đây tới đây thì nó to, nó to dần, tới đây là to nhất ạ. À. K60 2 hộp 140. Em qua K61. K61 là cái vít pin ạ. Đây. Tem mát còn giấy tờ của Nhật đây ạ. Còn được trong cái hộp luôn. Của đây có chữ đây ạ. Braza. Nó tem mát là còn luôn. Nó có xoay chiều đảo chiều hết. Cái này thì nó có cho thêm mình mấy cái đầu này nữa ạ, à, để mình gắn vào. Đó, mấy cái đầu này đây. Và ở đây mình xài pin, đó, một đầu thì mình gắn vào cái này, một đầu thì mình gắn vào cái đầu cục sạc để mình sạc điện, và sạc điện là sạc được điện 220 ạ. À. Cái này em bán là 550k, K61 550k. Vít pin cầm tay ạ. À. Giấy của nó đây. Đó, rất là mạnh nha. Đó, cái tiếng nó rất là mạnh luôn. Có đèn nữa để các anh các chú mình sử dụng. K61. Em qua K62. Là cái giấy nhám ạ. À. Giấy nhám này mình gắn vô cái máy, cái này nó để ở đây ngang qua vậy là được 10 cm ạ. À. Và cái đường kính là 915 ạ. À. 915mm này ạ. À. Nó có để trên thông tin trên đây. Và cái này thì cái độ thô của nó là 60 ạ. À. 60. Một bịch như vậy là có được là 5 tờ. Thì em bán hai bịch này luôn là 10 tờ 200k, K62 200k. Em qua K63 là cái đồ bấm ạ. Này. Cái đồ bấm này ạ. Nó có rim cho mình luôn. Còn mới luôn ạ. Rim bấm này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 27,5 ạ. Em bán 200k, K63 200k. Em qua K64. K64 là cây để các anh các chú mình đây, mình đóng lên dây đồng hồ ạ. Dây đồng hồ, túi xách hoặc là dây dài thắt lưng. Cái này nó có để ở đây là được 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4 và 2. Đây ạ. Cái này thì mình dùng cây búa mình đóng xuống, cái này là còn mới luôn. Đó. Hàng của Nhật đây, chữ Nhật. Thì cái bộ đóng da này em bán là 150k. Cái phần cái cây này là bằng gỗ và cái phần tay cầm này là bằng gỗ. K64 150k. Em qua K65. K65 là cái hộp này là để mình đóng cái nút đây ạ, à, nó có kiểu như vậy. Đây nó có cái hình minh họa đây ạ. À. Nó có cái hình minh họa bên đây là mình nói cây này để mình đóng cái lỗ xong rồi mình cho mấy cái nút này vào để mình bấm đây ạ, à. Đó. Cái hình minh họa nó bấm vào tờ giấy đây. Kiểu như vậy. Nó cho mình thêm hai cái này để mình có thể thay đổi nó đây ạ. À. Nó gắn vào đây sẵn rồi mình có thể thay đổi. Đó. Một cái hộp để bấm nút này thì em bán là 200k. Và cái đồ bấm và cái hộp ba lông này ạ. À. K65 200k. K66 ạ. À. K66 là một cái hộp, cái này là cái hộp mũi cắt đây ạ. À. Đây em thấy nó dày. Gắn cái mũi cắt vào.
Cái này là cái túi này không biết để cái gì đây ạ. À. Một hộp và cây kìm, đó, cây kìm cắt, kéo và một cái đồ cái cây này, hai cây nhíp ạ, ba cây nhíp. Một cây nhíp mũi nhọn và một cây nhíp mũi thẳng, mũi xéo, mũi thẳng. Và có một cây cọ vệ sinh. Và trong đây thì có thêm là được 10 cây dũa nè, 10 cây dũa. Một bộ này em không biết sử dụng vào việc gì. Một bộ này em bán 250k. Một bộ của nó như vậy ạ. K66 250k. Em qua K67. K67 là bộ tarot gen trong và ngoài ạ. Mở ra để cho các anh các chú mình xem. Đây. Nó có đầy đủ hết ạ. Cái bộ này em bán là 580k ạ. Bộ tarot gen trong gen ngoài. Nó có thêm mấy cái này mấy cái này thì em không biết, em chỉ để cho các anh các chú mình xem thôi ạ. Thì cái bộ tarot này em bán là 580k. Em thấy là nó đầy đủ hết, nó không có thiếu gì ạ. Này, một bộ của nó là nó đầy đủ hết đây. K67 580k. Em qua K68. K68 là cái đồ mở lọc ạ. Đây, nó có cái hình minh họa đây ạ, nó có cái hình minh họa đây. Hàng của Nhật luôn đây. Nó mở là cái size là từ 75 đến 98 á, nó để ở đây. 75 đến 98 là cái vòng này. Và cái cây mở là bằng nhôm mà nên mình cầm rất là nhẹ, nó bằng nhôm. K68 này em bán là 180k. Em qua K69 là cây kìm túi chì điện tự động ạ. 8 inch, nó là size 8 inch. Em bán là 380k. K69 là 380k. Em qua K70. Là ở đây em có một cái bộ khóa lắc léo tự động ạ. Bộ khóa lắc léo tự động của hãng Duratec ạ. Và thép của nó là thép CRV. Thì cái này ở đây họ thiết kế rất là tiện dụng cho mình luôn, nó rất là dài luôn đây ạ. Và nó để là được từ một cây là 8 đến 9, một cây là 10 đến 11. Một cây thì nó làm hai đầu là 12, 13, 14, 15, 16, 18 và 17, 19. Nó làm rất là dài luôn. Thì ở đây là có một cây đầu 16. Thì
thì cái phần lắc léo thì được đây, nhưng mà cái phần tự động của nó thì nó bị trục trặc ở đây rồi ạ. À, cây của nó thì rất là dài, thép thì rất là ok ạ. À, ít nào có gặp được cái bộ như vậy ạ. À, cái anh cái chúng mình dùng xong thì mình cho vào đây thì cũng rất là tiện luôn. Thì do là mua ở bãi thì cái cây 16 nó cũng bị lỗi rồi, nên em bán bộ này 450k ạ. Và cây 16 thì các anh các chú mình cũng ít dùng ạ, nên không có ảnh hưởng gì. Và K70 này thì em bán là 450k, là ở đây nó có là được 6 cây là ra được 6, nhưng mà nó được là 12 ạ, 12. Tại vì một cây là nó có hai đầu, đó, kiểu như vậy. Hàng còn rất là đẹp luôn. K70 này em bán 450k. Em qua K71 là một cái bộ đây, một cái bộ gồm 46 chi tiết của Quốc Rồ. Các đầu của nó đây, đầu vít, đầu hoa thị, đầu bốn cạnh, đầu dẹp, đầu đầy đủ hết ạ. Và cái đầu này là đầu 1/4, đầu 1/4. Đó, trên mỗi cái con trên mỗi cái vít đầu tiếp thì đều có chữ hết ạ, chữ Quốc Rồ hết. Đây, thép CRV. Thì cái này nó có là từ 4, 4.5. Cái này 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Và cái này thì 14 ạ. À, và có các đầu để các anh các chú mình gắn vào đó. Nó có đầy đủ hết luôn, một bộ của nó đây. Và cái kiểu dáng của cây này đây, nó làm cho mình có thế cầm cũng rất là dễ luôn. Kiểu nó dạng làm dạng cong như vậy để mình cầm rất là có thế khi mà mình vặn, mình sử dụng. Đây, một cái đầu của nó đây đó, đều có chữ hết, Quốc Rồ, thép CRV, rất là đẹp luôn. Thì một cái bộ 46 chi tiết đầy đủ như vậy em bán là 500k, K71 ạ. Và em qua K72 là cái bộ vít pin. Này thì các anh các chú mình sạc sạc được điện 220 ạ. Đầy đủ luôn. Nay em mua được một cái bộ đầy đủ đó. Và mình chỉnh được nữa đây ạ. Cái này đổi đó, xoay chiều, đổi chiều được luôn. Này mình ấn ở đây thì mình xoay cho nó thẳng lên. Đó. Xoay cho nó thẳng đứng lên. Cái này là của Fresnel. Đây. Đây ạ. Của Nhật đây. Đó. Và cái này là nó có thêm một cái đầu nối và nó có đầy đủ các đầu vít đây để khi mà các anh các chú mình sử dụng. Ở dưới đây thì nó có đây, nó có là hai cái cây vít đây và thêm một cái chui sạc để mình sạc nữa đây ạ. Cái bộ này thì em bán là 550k, K72 ạ, 550k. Và em qua K73 là cái đe. Cái đe này thì nó nặng là được 1,8 kg ạ, của hãng Lucky. Cái đe này thì người trước họ có sử dụng rồi nên cái bề mặt đe thì có lấn cấn như vậy đây ạ. Cái đe này thì em đo cái chiều dài của nó qua đây là được qua là được gần 16 ạ,
gần 16. Và chiều cao của nó ở đây là được chiều cao là được 9 ạ, chiều cao là 9. Và nó ngang qua là được 5 ạ. Màu sơn zin của nó luôn ạ. Thì cái đen này em bán là 480k, K73. Em qua K74 là cái cán rìu ạ. Cái cán rìu này thì đây nó có dập chữ trên đây. Cái cán rìu này thì nó dài là 90cm ạ. Và đi cùng với cái cán rìu này thì em bán luôn cái lưỡi rìu Colin. Đây, em chà ra thì nó có chữ Colin đây. Colin của Mỹ. Cái này là còn nguyên zin luôn đây ạ, còn màu sơn zin quân đội luôn. Đó, màu xanh. Cái lưỡi rìu này thì em cân nặng là 1,8 kg ạ. Thì chiều dài của nó ở đây là được 19. Và cái lưỡi qua đây thì được là 11,5. Thì combo này em bán là 2,2 triệu ạ. K74 2,2 triệu. Em qua K75 là cái mỏ lết bằng đồng. Size là size 450 của Bialon đây ạ. Hàng là của cái hãng này là của tàu biển ạ. Đây cái logo nội địa Nhật đây ạ. Nó nặng là em cân là 2 kg full đồng luôn. Và răng của nó đây là không có mẻ dập gì hết ạ. Răng của nó đây không có mẻ dập gì hết. Em bán là 3,2 triệu K75. Em qua K76 là cái búa gò bằng đồng. Đây nó rất là dài luôn. Cái cây của nó, cái cây này nó dài là được 51 ạ. Nó dài là 51. Và cái đầu này đo qua đây là được 8,8 ạ. 8,8. Đây một đầu của nó đây. Một đầu mũi này và một đầu mũi. Cái này thì nó hơi bị cấn nhẹ thôi ạ, nó hơi bị cấn nhẹ. Em đo qua đây là được 1,5. Em bán 250k. Búa gò bằng đồng, đầu bằng đồng ạ. 250k. Em qua K77 là một cái cây tập đối kháng ạ. Cây này cũng rất là nặng luôn. Hình thức của nó thì nó có bị trầy xước ạ. Nó kiểu dáng nó như vậy ạ. Thì chiều dài của nó ở đây là được 46 ạ, 46. Và cái cây tập đối kháng này em bán là 300k, K77. Em qua K78 là cây búa ạ. Đây nó có chữ ở đây, Ovin. Đó, cái tay cầm đây, hàng là này cũng còn mới ạ. Này cái nó có cái dây nó đây ạ, nó Ovin. Và cái phần đầu là bằng thép và cái này là bằng đồng ạ, bằng đồng. Đó, một cái đầu của nó kiểu như vậy, một cái đầu đóng. Nó nặng là được 700g ạ. Chiều dài của nó ở đây là được 29,5. Chiều dài búa và cái phần này em đo là được 7,4 và cái phần đầu đóng qua là được 3,5 ạ. Cái này mình cũng có thể mình đem theo đi du lịch, đi cắm trại để mình sử dụng. Em bán là 420k, K78. Em qua K79 là cây búa của Mỹ, búa gò của Mỹ. Này cái đầu của nó đây, nó nêm rất là đẹp luôn. Và cái kiểu dáng cái tay cầm đây rất là đẹp. Nó dạng nó không có thẳng mà nó dạng cong cong đây. Họ làm rất là khéo, rất là tỉ mỉ luôn. Đó. Cái đầu của nó đây vẫn còn rất là đẹp luôn. Đó. Búa gò. Cái này thì chữ của nó bị mất chữ rồi ạ. Nó nặng là 500g.
chiều dài của nó ở đây là được 32, ngang qua đây thì được là 10,3, và cái phần đầu đóng này thì được khoảng 1,8. Em bán 400k, K79 400k. Em qua K80 là một cây búa bi của Mỹ ạ, của Heller, có cái hình logo con ngựa đây ạ, và nó có chữ Made in USA đây, đây đó, rất là đẹp luôn. Cái phần đó, đầu đóng, đầu gò đây ạ, đầu niêm, tay cầm rất là đẹp. Như cái này thì đây, cái phần này chỉ bị lấn cấn nhẹ thôi ạ, nó không có ảnh hưởng gì. Cái phần này còn rất là đẹp luôn. Cái này thì nó nặng 500g, chiều dài là được 33, ngang qua đây là 9, và cái phần mà đầu đóng ở đây thì được là 2,8 ạ. Búa bi Heller của Mỹ, em bán là 1.300.000, K80. Em qua K81 ạ, là một cây búa than lay của Mỹ ạ. Đây, cái phần tay cầm đây còn rất là đẹp luôn, và một đầu đóng, một đầu đóng ở đây thì nó hơi bị lấn cấn nhẹ thôi ạ. Đây, và một đầu nhổ đinh, nó nặng 600g. Thì cái chiều dài của nó ở đây là được 33,5, chiều ngang này qua đây là được 13, và cái phần đầu đóng này qua là được đầu đóng qua khoảng 2,7 ạ. Em bán 600g. Ủa, em bán là 650k, K81 650k. Em qua K82. K82 là combo hai cây cưa ngóc ngách ạ. Combo hai cây cưa ngóc ngách, có chữ đây, Made in Japan. Thì cưa này cái phần lưỡi của nó dài ở đây là khoảng 20 ạ. Lưỡi dài khoảng 20. Em bán 60k. K82 60k. Em qua K83 là một cây cây này thì nại ạ. Kiểu nó như vậy. Tay cầm của nó là bằng gỗ ạ. Chiều dài của nó là được 31 ạ. Em bán 80k. K83. Em qua K84 là cây dũa ạ. Cây lít tròn, có chữ đây, Made in Japan, tay cầm là bằng nhựa. Cái phần chũa ở đây nó dài là gần 30. Cây lít dao này thì em bán là 150k, K84. Em qua K85 là cái bào ạ. Cái bào này thì cái phần gỗ của nó đây còn rất là đẹp luôn. Và chữ đây, rất là nhiều chữ luôn này, chữ rất là đẹp. Chữ rất là đẹp luôn. Và cái phần lưỡi của nó đây, cái này thì em chưa có đóng sát xuống đây. Cái phần lưỡi nó qua đây là được 5,2. Chiều dài của cái bào này đây là được 27,3. Ngang qua đây là được 8 ạ. Và chiều cao ở đây là được 3,5. Cái bào còn rất là đẹp luôn, phần gỗ cũng rất là đẹp. Em bán 180k, K85. Em qua K86 là một cái bào của Uchiyoko, là cái tên của cái người Nhật luôn, họ khắc lên đây luôn. Và cái bào này thì nó đặc biệt một cái là gỗ của nó thì cực kỳ đẹp luôn. Đây, cái màu gỗ và cái đường vân gỗ đây rất là đẹp luôn, nó còn tem mát.
Cái bào này thì nó dài ở đây là được 25,8 và cái phần lưỡi ở đây qua là được 5,4 và cái ngang này qua thì được là bản ngang qua là 7 và cái độ cao cái bào thì tầm 3,2 ạ. Và cái bào này thì nó còn có cái túi này luôn, nó có cái túi vải như vậy luôn. Đó. Em bán là 300k, K86. Rất là đẹp. Em qua K87 là cây silicon à, bắn silicon của Nhật ạ. À. Cái này mình cho chai silicon vào rồi mình sử dụng mà nó thẳng rất là trơn tru luôn. Cái này thì hình thức cái màu phần màu cam này thì bị trầy xước nhẹ thôi ạ, không có ảnh hưởng gì ạ. Phần lò xo chỗ này thì mình sử dụng rất là ok đó. Phần tay cầm thì nó bị chỉ bong tróc nhẹ cái lớp mạ thôi. Em bán 180k, K87 ạ. Và em qua K88. K88 là một cái con dao ạ. À. Cái con dao mà bao da đen. Nó có cái bao da và cái phần lưỡi dao đây ạ. À. Dao này là của hãng Akatsuki của Japan, cái phần tay cầm là bằng gỗ. Thì em đo cái phần lưỡi ở đây là được 15 và cái bản qua đây là được 4,6. Và dao này thì nó có cái độ dày ở đây là 4,2 ly ạ. Dao này dao hai mặt luôn ạ. Đó. Nó có cái bao da nữa. K88 này em bán là 240k. Và em qua K89 ạ. K89 là cái combo dao mắt ạ. Cái combo dao mắt này thì đây, ở đây thì em có là một cái con dao mắt này là gọt trái cây. Đây, gọt trái cây. Đó, cái mũi nó không có nhọn ạ. Thép của nó là thép không gỉ. Nó có chữ đây, nó có chữ Japan đây, Made in Japan. Lưỡi của nó ở đây là được 10, ngang qua đây là được 2,2. Con dao mắt này thì cái độ dày của nó được 1,2 ly. Và thêm một cái con dao mắt nữa. Con dao này thì đây cũng là dao thái. Đó. Đây, hàng là hàng mới luôn ạ. Made in Japan. Thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 17,5 và bản ngang qua là 4 ạ. Và độ dày của nó ở đây là được 2,1 ly. Và thêm một cái con dao mắt này nữa là của nó là dòng Nakiri ạ. Này kiểu dáng nó như vậy đây ạ. Thép không gỉ, Made in Japan. Đây, nó bên này nó có chữ molybdenum tail đây. Cái phần lưỡi của nó ở đây là được 17,5. Bản ngang qua đây là được 4,5. Và độ dày của nó là 1,8 ly ạ. Thì cái combo dao mắt này em bán là 980k ạ. Ba con. Ba con dao mắt này là 980k. Và em qua K90 là một cái con dao thái ạ, của Nhật bạc ba. Ba lớp thép ạ, ba lớp thép. Chữ rất là nhiều luôn. Thép bạc ba. Tay cầm là bằng gỗ ạ. Và con này thì nó dài là được 18 cm và ngang qua là 4 cm ạ.
em bán 300k, K90. Em qua K91 là một cái con dao thái của Đức ạ. Có logo hai hình người đây ạ, GA Handheld. Tay cầm là bằng gỗ ạ. Bản vuông. Thì dao này nó dài là 18 và ngang qua là 5,5 ạ. Em bán là 180k, K91. Em qua K92 là một cái con dao thái của Nhật luôn ạ. Chữ Nhật ở trên đây, thép là thép không dỉ. Phần tay cầm là bằng gỗ ạ. Dài là 10, lưỡi dài là 16,5. Lưỡi dài là 16,5. Ngang qua là 4,5. Em bán 120k. K93 cũng là một cái con dao thái của Nhật luôn ạ. Có chữ Nhật ở trên đây. Thép không dỉ luôn ạ. Thì nó có bị trầy xước do người trước họ sử dụng. Tay cầm là bằng gỗ. Lưỡi dài là 14,5. Ngang qua là 4, lưỡi ngang qua là 4,3. Em bán 120k, K93. Em qua K94. Cũng là một cái con dao thái luôn. Chữ của nó thì bị mờ rồi ạ. Tay cầm là bằng gỗ, có 3 chốt, thép không dỉ. Lưỡi của nó là dài 17 cm, ngang qua là 4,7. Thì nó em bán là 120k. Em qua K95, cũng là một con dao thái của Nhật. Con dao này thì trên đây thì nó có chữ Nhật đây. Đó. Tay cầm là bằng gỗ, có 3 chốt. Thì cái phần lưỡi của nó là dài là được 18 cm. Ngang qua là 4,4 cm. Em bán 120k. Em qua K96, cũng là một cái con dao thái luôn. Đây, thép không dỉ đây ạ. Hiệu là Hikun. Tay cầm là bằng gỗ, có 3 chốt. Lưỡi là dài là 17,5, ngang qua là 4,7 và em bán là 120k. Và em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của em ạ.